Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Những thay đổi này không ảnh hưởng đến kiến thức và ôn thi của giáo viên và học sinh. Nhìn chung, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020. Theo quy chế thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó 3 bài thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Riêng ở hai tổ hợp môn thi thí sinh được quyền chọn một trong hai tổ hợp môn để đủ điều kiện xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên không phải dự thi môn ngoại ngữ. Trong năm bài thi chỉ có môn ngữ văn tổ chức thi tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, nội dung chương trình nằm trong cấp trung học phổ thông, chủ yếu kiến thức lớp 12. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 7 năm 2021.